Xin chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Đây hiện tại em đang đứng trên cầu Ông Lãnh. Hướng này là về quận 4 nè. Nhìn xuống đây là cái chợ Cầu Muối năm nào nha. Cái góc cố tình lên cầu để nhìn cái góc góc chợ ngày xưa nè. Nhìn khơi gợi lên những hình ảnh xưa ở Sài Gòn. Ở dưới phía dưới là góc chợ Cầu Muối, cảnh bà con đang buôn bán buổi sáng. Xíu đây là chợ cá, trước đây chợ cá nữa. Thì hôm nay em đang trên đường đi tập thể dục, sẵn hướng đi về về nhà rồi, sẵn quay số hình ảnh cho chú anh chị các bạn mình xem. Đây dãy nhà xưa, bà con đang buôn bán tấp nập rau cải. Ở đây bán rau cải nhiều lắm, sắp tới Tết rồi nên bán củ kiệu, bà con bán củ kiệu. Đây bán thịt, nguyên dãy nhà này hồi xưa tới giờ luôn nè. Quay lưu giữ lại những hình điểm, hình ảnh của Sài Gòn xưa còn động lại. Đây thì hôm nay chắc em đang đi hướng này, chắc về chợ Cô Giang, về chợ Hưng Đạo ha. Hướng này là về quận nhất, còn ngược lại thì mình đi về quận 4. Thì đang trên đường đi, chắc đi ngang cái nhà 31 Cô Giang hỏi thăm thông tin của chị Minh. Để theo cầu của chị Nga nha. Không biết sáng sớm rồi chị đã mở cửa hay chưa. Nhưng mà nếu có mở cửa thì mình vô hỏi thăm. Để thôi, nhận lời của chị lâu quá mà chưa có thực hiện được, mong chị thông cảm nha. Dạo này em nhận rất nhiều cái sự ủng hộ và cũng như cái lời yêu cầu về những cái địa điểm mà các anh chị đã từng có kỷ niệm. Thì mọi người cho thông cảm, thì em sẽ đi lần lượt, em sẽ đi hết. Ở đâu em cũng tới hết. Đó, đây mình tới chợ Cô Giang rồi nè. Cảnh buôn bán ở chợ buổi sáng sớm. Bây giờ là 7 giờ sáng. 7 giờ rưỡi, 7 rưỡi sáng. Đây gần Tết rồi nên nên có rất nhiều củ kiệu ha. Giờ khúc này là cuối chợ rồi nên khúc này không có đông. Đông là ở ngay ngã tư Cô Giang và Đề Thám, rất là đông. Một xíu nữa mình sẽ đi nó quay cho mọi người xem nha. Đây ngay đây là gia đình ông Hổ, đình Nhân Hòa. Đối diện là cái công ty bưu chính Sài Gòn ha. Chỗ này hay vận chuyển hàng hóa. Đó, mình vô nhà 31 nha. Đó, nhà của chị Minh. Dạ cô cho hỏi cô Minh Tâm là ai ta? Chào hỏi thăm cô Minh Tâm. Dạ. Là phải cô Minh Tâm không? Là tại có bạn của cô đó ở bên nước ngoài á, mất liên lạc mấy chục năm rồi. Nên hỏi thăm cô đó, tên chị Nga.
chị Nga hỏi thăm cô Minh Tâm. Nga mà đó chị Nga nó ở tù chung với anh của cô Minh Tâm á. À, Nga ở tù với anh của Minh Tâm biết rồi. À, thì cô là cô Minh Tâm hả? Không phải, chị là chị. Chị là chị của Tâm. Mà chị Tâm chị ở Mỹ rồi. Chị Tâm ở Mỹ hả? À. Đó giờ chị đó cũng ở Mỹ nhưng mà chị không có liên lạc với được với chị. À. Chị có thể dạ dạ hôm bữa em có tới một lần rồi mà không ai nhà. Ủa chị đã đi bệnh lâu chưa hả? Dạ chục năm hả? Dạ dạ phía trước mình cho thuê. Tưởng đâu nay thấy hình ảnh của cô Minh Tâm đó để gửi. Không, chị là chị. Chị biết chị Thủy đâu? Không biết hả? Chắc là hồi nó đi thăm thằng anh nó. Dạ. Để gặp. Đâu ở đâu hồi trước năm 75 á. Trước 75 hả? Dạ. Không, trước 75 cô cũng hay là sau 75 gì đó. Sau 75 cô đây là anh 76. Dạ. Dạ. Yeah. Mà có người tên Minh Tâm phải không? Có người tên Minh Tâm. Dạ đúng rồi đó. Tên Thanh Tâm. À. Mà có người anh đi học tập. Làm thợ may gì đó. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Mai lại ở đây. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Mai lại ở đây. Ở đây có hai cô Tâm. Yeah. Mà hai cô Tâm đều làm thợ may hết. À Minh Tâm với Thanh Tâm. À. Ấy vậy Thanh Tâm thì nó may áo cho hát bội được đó hả? Không. Phải không? Không. Nhà chị may áo dài. Áo dài. Áo dài mà ba. Dạ. Yeah. ở bên chị Tâm ở bang nào ta không rõ chị hay gọi điện thoại đó à, chị nói điện thoại thôi đúng rồi. Bang tiếng Mỹ mình cũng không nhớ không biết nó ở đâu luôn rồi. Ở đây phía trước mình cho thuê hay sao thấy để trống luôn nè. Cô bán mì khô bữa giờ không thấy bán nữa. Không bữa nay nó có bán. Dạ. Con học 3 ngày nay nó có bán. Cô đang kiếm hình hay là đang kiếm cái Facebook của nó nè để em chụp. Dạ. Em chụp người ta liên hệ Facebook dễ hơn á. Giờ thời buổi già cũng xài Facebook. Nó mới gọi mà nó không mất rồi. Cô kiếm nghe cái message. Diệu Minh hả? Diệu Minh là của cô. Dạ. Tâm Nguyễn ha. À Tâm Nguyễn đó. Hình cái bông à hình cái bông này nè. Nó này nè. Đó. À. Không biết sạch da không ta. Con chụp chưa? Dạ rồi. Chụp cái này chưa? Dạ rồi. Để là khi mà lên tiền Facebook cũng dễ tìm cho nó dễ. Dạ Tâm Nguyễn hình cái bông. Còn mình coi cái email á, mình add cái email dễ hơn. Biết là làm vậy cho cô chế? Không biết. Là lấy message hả? Dạ. Con gửi qua cái message con. Wow, cho cô đó là xong. À. Cảm ơn. Cháu về đây, cháu ở đâu? Dạ, con ở bên cô Bắc nè.
Ngày chị sẵn hỏi thăm rồi đi tìm thông tin cho chị luôn. Dạ. Bữa tới lần đầu. Có hai tâm vừa mai áo dài ở đây hết. Dạ. Hai chị em. Dạ. Vậy là chị đi 10 năm mà, 10 năm. Trên 10 năm. Trên 10 năm. Chị nói thất lạc 22 năm rồi. Đúng rồi đó. 22 năm mất liên lạc. Giờ đi hỏi giùm. Giờ đi bển lâu lắm rồi nên dạ. Có Facebook rồi chắc liên hệ dễ rồi. Dạ. Chào chào cô. Chúc cô ngày mới tốt lành nha. Hồi sáng thấy chưa mở cửa ngại vô thấy có người ngồi đó, chặn vô thăm đại. Để thôi trễ nãy. Dạ. Tại vì đây là chị. Dạ. Hai đứa đó là em. Dạ. Thì yeah. Ít đi thăm hơn là cái con Thanh Tâm. Còn yeah. Biết là Thanh Tâm hay là Minh Tâm không biết, mình không biết. Dạ. Yeah. Chắc là đi tù biên ấy chứ gì. Dạ yeah, đúng rồi. Dạ. Yeah. Rồi thôi con đi. Dạ yeah, chào con. Dạ yeah. Rồi một số hình ảnh gửi đến chị Nga nha. Em xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, và cảm ơn những người nhà của chị Minh Tâm đã cung cấp thông tin để